quy định của pháp luật. Mục đích là nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Đây là tại hội trường xã Mỹ Hiệp. Để các em tạm tới, chúng ta cố gắng làm khoảng 30 phút, các em sẽ về lại trường thôi. Cái lứa tuổi các em mà được phép đi xe mô tô chưa? Chưa, nhưng mà thấy có đi xe mô tô rồi đấy. Đúng không? Được phép đi xe máy điện không? Bao nhiêu tuổi thì được phép đi xe máy điện? Nắm được các luật rất rõ mà, đúng không? Biết. Nhưng mà phải cố gắng. Tại vì một số điều kiện ở gia đình ở xa để các con đi xe máy điện và xe mô tô rất là nguy hiểm, thì cái lứa tuổi của các em á, nhiều em chưa đủ 16 tuổi mà vẫn đi xe mô tô, chưa đủ 18 tuổi vẫn đi xe mô tô, nhưng mà đi xe máy điện không. Hôm nay các em nào đốt pháo chưa? Nếu như trong dịp Tết này mà các trường em nào đốt pháo hay là có biểu hiện tự chế rồi mua pháo hay là lôi kéo bạn bè cùng bạn bè đến mua pháo đốt pháo là chỉ bị xử lý rất là nghiêm. Những cái dịp Tết cuối năm như nói này á, tình hình tội phạm rất phức tạp các em ạ. Hiện tại thì một số cái điểm tạp hóa, nhà nào có em nào mua bán tạp hóa thì nên nhắc cha mẹ là đối tượng nó lợi dụng nó vào mua bia hay mua bán kẹo gì đó mà vào bên trong không có ai á, phải có người gọi xong rồi mình mà đi xuống nhà dưới không lên kịp, lỡ đó là được bưng bia hay bưng bánh kẹo đi. Cái tình trạng này năm nào cũng có ở tất cả các tạp hóa đấy, nên nhà em nào mà có điểm bán cho người ăn tạp hóa hay ăn bia bánh kẹo gì đó thì phải nhắc cha mẹ và anh phải có người trông coi thường xuyên. Ban đêm thì là phải là cất cẩn thận, khóa cẩn thận, cái đối tượng rất là dễ đòi vấn đề này. Tại vì năm ngoái có 2 năm rồi, rất là năm nào có các tạp hóa báo cáo hóa bia rất là nhiều. Một đại lý như thế là có 4 năm thùng, có đại lý mất 10 thùng. Để các em hết sức cảnh giác vấn đề này. Một vấn đề thứ hai nữa là cái lừa đảo. Hiện tại thì ở thôn và địa bàn xã thì chúng ta có rất là nhiều thôn rồi. Nhưng như là thôn An Ninh này, thôn Hoàng Thiện này, thôn Hoàng Phước Đông này, những cái thôn này là đối tượng nó lợi dụng, nó xuống gì đó nó bán những cái hàng, ví dụ như mình nước nước mình mà mình nước mập á, rồi mình các cái đồ điện đấy, lợi dụng là không có báo cáo cho chính quyền địa phương nhưng mà lén lút hoạt động xuống một số. Thứ 5 nữa là cái vấn đề an toàn về giao thông. Hiện tại
hiện tại thì chúng em nó có đi xe ô tô nhưng mà tôi theo dõi nó có chúng em thì các bạn có hai người là có đi xe ô tô nhưng mà mới bên ngoài cũng không có mang vào đường đấy khi đặt về máy điện đủ 16 tuổi là tham gia được rồi nhưng mà xe ô tô là ví dụ các em chưa có bởi vì các em đủ 18 tuổi được điều khiển xe ô tô đúng không có rất là nhiều vụ tai nạn thương tâm rồi. Và một cái tình trạng mà phổ biến của trường chúng ta là các em đi ngược chiều quá nhiều. Các em phải hiểu cái này nè, khi mà chúng ta đi ngược chiều á, lỡ mà các phương tiện nó gây tai nạn cho chúng ta, từ đi bộ tới xe đạp, xe máy, xe mô tô, ô tô gì là lỗi hoàn toàn của chúng ta. Đấy, phải nói cho cha mẹ biết chuyện đó, tại vì con đi ngược chiều là không đặt con non đâu. Cái đường đó không được đi ngược chiều, mình đi vào mình gây tai nạn là mình chịu ngay, chịu nữa đúng không? Em hiểu rất là đơn giản, cần gì đâu phải là luật, đúng chưa? Đấy, vừa rồi thì cái trường ngoài á, cái trường cơ sở 2 ở Cảng Quan, Cảng Ngoài, Trà Bình á, Trà Bình Đông á, thì cũng có một em nhà cái chiếc số gò hữu á, bữa đó là tôi trực tiếp tôi đi làm về tôi gặp em đó, cũng qua đường đi đường chiều, xong rồi cái ngang qua đường đèn mà cái chỗ rất đường đang là đi xe đạp, bữa hỏi tại sao lại em đó học sinh lớp 6. Hôm qua thì một cái chú ở trong ngoài, hôm qua thì cút xe đâu đó con mình đi sang mà thì cút xe máy các bạn đi ra may mà con vào trong bộ em đó ngã xuống nằm tôi thấy nằm rất là thương tâm nằm bất động như thế mà may là nó đóng được cái đồ em đi nằm rồi không nằm đầu xuống đường để gặp là nếu mà anh nói nó phải thì em cũng không sống may mấy là bữa trở ra mình nhiều người là kiểm tra em nó không sao rất mừng. Nay thì tình trạng từ nhà có cái là 4 năm lên xe rồi, mỗi người đủ chiếc rồi, đúng không? Anh chị lớn phải ra nghệ mua cho một xe đi rồi, vào trường là mua cho một xe. Bây giờ mỗi nhà nó 3 bốn chiếc xe, không phải một cái xe nữa. Nên các lứa tuổi các em là tuyệt đối lắm. Chưa có cái tuổi em phải 18 tuổi mới được điều khiển xe, mô tô. Và lúc đó chúng ta học bằng lái xe mới đảm bảo an toàn. Nếu như các em đi vô tình, tôi biết trong số các em này cha mẹ sai đi mua đồ rất là nhiều và cởi xe lên xe máy mô tô thì không khỏi nói, đúng không? Đi mua đồ đây ra mua đá hay mua gói mì hay mua cái thuốc tết này sai rất là nhiều, nhưng mà các em khi tham gia lỡ mà các là sẽ bị xử lý này, phạt này, giam xe mất ấy này, phạt rất là nhiều tiền. Thứ hai là thông báo về nhà trường nêu lên đội cờ hạ hãng kiểm này. Đấy, nên lứa tuổi em là tuyệt đối đóng về một em phải biết gì đó. Cái thứ sáu nữa là cái tình trạng đốt pháo, mua pháo như tôi nhắc người ta hỏi, đúng không? Bây giờ là trên hệ thống mạng để tôi nhắc cái Zalo, Facebook đó, là trên hệ thống mạng là người ta là các cái trang người ta hướng dẫn tự chế pháo rất là nhiều nghe. Đấy, tự chế pháo nổ nó rất là dễ mà mua trên mạng nó cũng rất là dễ. Khi mà các em lên quay Zalo
gặp người ta đi qua. Anh lại còn nhiều chút nữa nha.